bảo hiểm xã hội để hưởng bảo hiểm xã hội một lần. Tuy nhiên, để được tính tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động phải đóng tiền vào quỹ hưu trí và tứ túc theo một trong các phương thức tại điều 7 và điều 9 của quyết định 595 của bảo hiểm xã hội. Theo đó, người lao động được người sử dụng lao động đóng bảo hiểm xã hội theo phương thức hàng tháng hoặc 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần. Và bảo hiểm tự nguyện thì người lao động tự mình lựa chọn phương thức đóng là hàng tháng, 3 tháng một lần hoặc 6 tháng một lần hoặc 12 tháng một lần. Như vậy, người lao động phải đóng ít nhất một lần tương ứng với một tháng thì mới được tính tham gia bảo hiểm xã hội. Do đó, thời gian đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu của người lao động là một tháng. Bên cạnh đó thì luật bảo hiểm xã hội cũng đặt ra thời gian tối đa đóng bảo hiểm xã hội để được rút bảo hiểm xã hội một lần như sau. Không giới hạn thời gian được áp dụng với người lao động ra nước ngoài định cư hoặc người lao động bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng. Dưới 15 năm thì là lao động nữ, là cán bộ, công chức xã hoặc hoạt động không chuyên trách ở cấp xã đủ 55 tuổi 4 tháng và dưới 20 năm trong các trường hợp khác. Như vậy, để được rút bảo hiểm xã hội một lần, người lao động phải đóng bảo hiểm xã hội từ 1 tháng đến dưới 15 năm hoặc 20 năm hoặc không giới hạn.